cặp đôi bảo mình thường khá tâm lý, thấu hiểu và giàu lòng trắc ẩn. Khi nảy sinh rắc rối, cung hoàng đạo này thường chọn cách đối mặt vấn đề và chia sẻ thẳng thắn với đối phương. Vì thế, họ hiếm khi giận hờn vu vơ hay hiểu lầm vớ vẩn. Thế nhưng, thỉnh thoảng, cả hai khó thống nhất ý kiến với nhau bởi mỗi người đều sống lý trí và có quan điểm kiên định. Hơn nữa, chàng và nàng thường chìm sâu trong những suy tư triết lý, mộng mơ, ảo tưởng nên có thể tạm mất kết nối với nhau trong một khoảng thời gian ngắn.